Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Tuyên Hóa Bồ Tát. Con xin được đảnh lễ chư Phật chư Bồ Tát trong 10 phương trong hư không pháp giới. Hôm nay con xin mang 3 cuốn kinh chép tay Địa Tạng Bồ Tát Hối Nguyện, xin được cúng dường lên chư Phật chư Bồ Tát. Và con nguyện hồi hướng công đức này, nguyện cho mang công đức này hồi hướng cho hết thảy chúng sanh trong hư không pháp giới, nguyện cho tất cả các chúng sanh sớm ngày viên thành đạo quả. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng. Con xin cung thỉnh kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Đại bi đại nguyện Địa Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đại bi Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Om ha ha ha, Un Sam Mô Đi So.